Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Pháp không quên mất, chẳng phải trong chân như của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong Pháp tánh của Pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Pháp tánh của Pháp không quên mất, chẳng phải trong Pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Pháp tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong Pháp không quên mất có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Pháp không quên mất, chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong Pháp không quên mất có thể đắc Pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong Pháp tánh của Như Lai có thể đắc Pháp không quên mất, chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc Pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong Pháp tánh của Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong chân như của Pháp không quên mất có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Pháp không quên mất, chẳng phải trong chân như của tánh luôn luôn xả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tánh luôn luôn xả, chẳng phải trong Pháp tánh của Pháp không quên mất có thể đắc Pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong Pháp tánh của Như Lai có thể đắc Pháp tánh của Pháp không quên mất, chẳng phải trong Pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc Pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong Pháp tánh của Như Lai có thể đắc Pháp tánh của tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của trí nhất thiết có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc trí nhất thiết, chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong chân như của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của trí nhất thiết, chẳng phải trong chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải trong pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc trí nhất thiết, chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc trí nhất thiết, chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong chân như của trí nhất thiết có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của trí nhất thiết, chẳng phải trong chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trong pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí nhất thiết, chẳng phải trong pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiều thi ca, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam Ma Điện có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tất cả
cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà La Ni. Chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải trong chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni. Chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kiều thi ca, chẳng phải lìa dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa dự lưu có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa dự lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của dự lưu có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của dự lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc dự lưu, chẳng phải trong Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải trong chân như của dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của dự lưu, chẳng phải trong chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải trong pháp tánh của dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của dự lưu, chẳng phải trong pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán.
chẳng phải trong dự lưu có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc dự lưu, chẳng phải trong Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải trong dự lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc dự lưu, chẳng phải trong Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, chẳng phải trong chân như của dự lưu có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của dự lưu, chẳng phải trong chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Chẳng phải trong pháp tánh của dự lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của dự lưu, chẳng phải trong pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Kiều Thi Ca, chẳng phải lìa dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu Thi Ca, chẳng phải trong dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng phải trong chân như của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng phải trong pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Chẳng phải trong dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng phải trong dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, chẳng phải trong chân như của dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc
chân như của dự lưu quả, chẳng phải trong chân như của nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai, có thể đắc chân như của nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, chẳng phải trong pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả, có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai, có thể đắc pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng phải trong pháp tánh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả, có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai, có thể đắc pháp tánh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa độc giác có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa độc giác hướng độc giác quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa độc giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa độc giác hướng độc giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của độc giác có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của độc giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc độc giác, chẳng phải trong độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong chân như của độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của độc giác, chẳng phải trong chân như của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong pháp tánh của độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của độc giác, chẳng phải trong pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong độc giác có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc độc giác, chẳng phải trong độc giác hướng độc giác quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong độc giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc độc giác, chẳng phải trong độc giác hướng độc giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong chân như của độc giác có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của độc giác, chẳng phải trong chân như của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của độc giác hướng độc giác quả, chẳng phải trong pháp tánh của độc giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của độc giác, chẳng phải trong pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của độc giác hướng độc giác quả. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Đại Bồ Tát, chẳng phải trong Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong chân như của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Đại Bồ Tát.
Chẳng phải trong chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong pháp tánh của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Đại Bồ Tát, chẳng phải trong Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Đại Bồ Tát, chẳng phải trong Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong chân như của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà, chẳng phải trong pháp tánh của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong chân như của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong chân như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong chân như của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong chân như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải trong pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp của Đại Bồ Tát, chẳng phải trong pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột.
Kiều Thi Ca, chẳng phải lìa Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Thanh Văn Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa Thanh Văn Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Thanh Văn Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Thanh Văn Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều Thi Ca, chẳng phải trong Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa, chẳng phải trong chân như của Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa. Chẳng phải trong pháp tánh của Thanh Văn Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa, chẳng phải trong Thanh Văn Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa, chẳng phải trong Thanh Văn Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa. Chẳng phải trong chân như của Thanh Văn Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa, chẳng phải trong pháp tánh của Thanh Văn Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thanh Văn Thừa, chẳng phải trong pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc Giác Thừa Vô Thượng Thừa. Hết quyển thứ 91.